Đây, mình đang dùng iPhone đây. Thì mình vào phần cài đặt và quyền riêng tư này, có cái phần là khóa bảo vệ trang cá nhân đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Có rất nhiều bạn đang dùng điện thoại iPhone, đặc biệt khi các bạn dùng ứng dụng Facebook, nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao của các bạn lại không bật được cái phần khóa bảo vệ trang cá nhân ở trên Facebook. Vậy thì nguyên nhân tại sao thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Và cái phần này cũng được rất nhiều bạn đang quan tâm khi các bạn dùng iPhone, đặc biệt dùng ứng dụng Facebook, các bạn không thấy cái phần là bật khóa bảo vệ trang cá nhân. Trong cái phần này là các bạn nhìn này, không có cái mục nào là cái mục là bật khóa bảo vệ nhé, là đối tượng của chế độ hiển thị này cũng không có nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ theo dõi nhé và mình sẽ nêu nguyên nhân đầu tiên. Thì như mình cũng đã nói, những cái comment là các bạn thắc mắc thì mình cũng đã trả lời rồi, nhưng mà mình lên video này để cho những bạn nào mà chưa biết nhé. Thì các bạn không có cái phần khóa bảo vệ trang cá nhân, đó là do các bạn đang bật chế độ chuyên nghiệp. Các bạn vào mục là trang cá nhân của các bạn nhé. Trong mục chỉnh sửa trang cá nhân này, nó có cái ba cái dấu gạch ngang, các bạn chọn vào đây này. Đấy, khi nào mà các bạn nhìn thấy cái phần là tắt chế độ chuyên nghiệp này thì chứng tỏ rằng các bạn đang bật chế độ chuyên nghiệp nhé. Thì bây giờ các bạn hãy chọn tắt đi cho mình. Đấy, các bạn chọn tắt đi này. Đấy, rồi trước khi tắt nhé, mình sẽ vào lại cái phần trang cá nhân, cái phần cài đặt cho các bạn xem. Đây, nó sẽ không có cái phần khóa bảo vệ trang cá nhân nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, các bạn trở ra này, vào trang cá nhân này. Đó, các bạn chọn vào dấu ba chấm này, chỉnh sửa này. Các bạn tắt đi cho mình nhé. Đấy, các bạn tắt cái chế độ chuyên nghiệp này đi cho mình. Đấy, các bạn chọn tiếp tục này. Rồi, các bạn tắt này. Đấy, đóng nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở ra cái phần cài đặt này. Đây, đối tượng và chế độ hiển thị, các bạn nhìn thấy cái phần là khóa bảo vệ trang cá nhân chưa? Đấy, các bạn chỉ việc chọn vào. Nếu các bạn muốn bật thì các bạn chọn là khóa bảo vệ là xong nhé. Hy vọng với cách hướng dẫn vừa rồi, mình cũng vừa giúp cho các bạn và nêu cho các bạn nguyên nhân những bạn nào dùng ứng dụng Facebook trên iPhone không bật được khóa bảo vệ trang cá nhân, thì các bạn có thể xem và các bạn có thể thử thành công. Các bạn comment phía dưới phần video giúp mình nhé. Đừng quên, nếu thấy video hay, nhớ like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.